Thì xin chào các bạn, thì hôm nay mình đang làm một cái mốc để mà trưng bày cho cái cửa hàng quần áo đó các bạn. Thì mọi người sẽ xem nè, cái này là cái mốc nè, mình đã lấy cây vuông sẵn nha các bạn. Mình xài cái này là vuông 2, cái này là V3 nha. V3 thì bát V3 thì mình sẽ khoan hai cái lỗ như vậy. Tại vì mốc đồ nó rất là nặng các bạn. Cái này thì sẽ là 2 tấc 2. 2 tấc 2 thì sẽ khoan hai cái lỗ ở đây để mà bắt vào tường các bạn. Cây sẽ nằm giữa nè. Thì khoan hai cái lỗ 7 nha các bạn. Thì đây, ở đây là cây vuông 2 thì nhiều cỡ, với mình làm cái cỡ này là cỡ 2 tấc nè. Cỡ này 2 tấc rưỡi, rồi cỡ 3 tấc, rồi cỡ 5 tấc để mình đúc cái cây ống 21 các bạn. Ống 21 vào đây. Vào đây để mà mình máng đồ lên để mà mình trưng bày á. Thì ống này là ống 27 nha. Ống 27 thì mình sẽ cắt là vừa bằng cái cây vuông 2 nè, là 2 tấc. Thì ở dưới đây thì mình sẽ cây vuông cây mẫu sẵn nè. Cây mẫu sẵn thì mình sẽ chim cái đầu này lên. Mình sẽ bắn hàng một cái con vít để mình chim đầu lên bằng các bạn. Thì làm mẫu sẵn thì mình sẽ đặt theo chiều này. Đây. Mình sẽ đặt theo chiều này. Và cái này mình hàng rồi nha. Mình sẽ đặt cái này lên. Lên và mọi người sẽ lấy cho nó đây, chỗ này cho nó bằng với cái cây V dưới nè. Còn cái này thì song song với cái cây thẳng nha các bạn. Thì chỗ này có khe nè, mình bóp cho nó vuông lại. Và bắt đầu mình sẽ chấm hàng nha. Thì bóp vuông lại thì mình chấm hàng thử cho các bạn xem nha. Tại cái này mình làm một tay mình làm hơi lâu nha các bạn. Đó, mình chấm một cái thì bắt đầu mình sẽ chỉnh cho nó vuông nha. Đây, mình chỉnh cho nó vuông lại. Vuông lại, bắt đầu mình sẽ bon một cái bon tới đây nữa. Rồi, đây, mọi người thấy nó ra cái hình mẫu rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ hàn. Thì hàng một cái đường đây với lại đường đây là được nha các bạn. Mọi người chú ý là cắt những cái này cùng cỡ với nhau nha. Đây, ví dụ như 2 tấc thì sẽ cắt cùng cỡ 2 tấc nha bạn. Thì khi bắt lên tường thì sẽ bắt như thế này, rồi bắt đầu xỏ. Thì cái này mình sẽ bắt lên tường nha. Mình sẽ đo và bắt lên tường, mình sẽ bắt một con ốc trước và bắt đầu mình sẽ dùng thước thủy á, mình căng cho cái cây đó nó đứng nha các bạn. Thì cách này thì bắt cây rất là nhanh. Cái lỗ mình đã khoan cái lỗ 7 rồi, cho nên là mình sẽ đúc cái mũi 6 vô, mình khoan trực tiếp và mình đóng tắc kê vô luôn nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng cái tắc kê 6 ly và cái con vít bắn gỗ các bạn. Thì mọi người thấy cái cách trang trí này á, nó sẽ không có chiếm diện tích, mà cái khu trưng bày của mình thì nhìn vô rất là lịch sự và thẩm mỹ nha các bạn. Thì chỗ này mình sẽ làm bằng gốc vuông. Thì cái này là có 3 loại sơ đồ. Một là 2 tấc, 3 là 2 tấc rưỡi, và cái 3 tấc và cái 5 tấc nha bạn. Đây, mình sẽ dùng cây nóc để mà mình xỏ vào những chỗ mà nối á. Thì các bạn sẽ để phân nửa của cái đó, rồi các bạn sẽ dùng vít tua cá để mà bắt lại. Thì nó rất là cứng nha. Mọi người không cần phải hàn nối cây dài làm gì, tại vì mình làm kiểu này về sau mình có thể tháo ra cho nó dễ nha các bạn.
Thì video mình tới đây cũng xin được kết thúc. Thì mọi người khi xem video nhớ cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.